Đây nhá. Em bật cái công suất Sony này nhá. Đây. Cho quý vị nào ai đang cần công suất không để kéo loa nhá. Đấy. Con này thì như em đang test ở CD vẫn đang đọc đây nhá. Cái đèn test thêm rồi nhá. Đấy. Còn em bán là bán chủ là bán công suất nhá. Đấy. Xin mời quý vị nghe một đoạn chất âm của nó nhá. Giờ em mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi, tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn đây nhá. Đây là cổng để cắm dây điện thoại này. Để chúng ta kết nối với điện thoại để chúng ta phát nhạc qua điện thoại nhá. Đấy, như thế. Đấy. Và em bán là chỉ bán cái chức năng này là chính nhá. Còn đâu là cái này là em test thêm nhá, cái CD em test thêm thôi. Con Sony này thì giá của nó rẻ thôi, 450 thôi nhá. Hàng thì như quý vị thấy. Ngày nào toàn câu gian dối. Đây con này là công suất 50W nhé, 5.4. Mã của nó là con HCDM3 nhé, đây Sony CMT M3. HCDM3. CD vẫn chạy và đường điện thoại vẫn hoạt động bình thường đấy nhá. Đấy. Đấy, đấy, CMT M3 nhá. Ok. Về kích thước thì con này nó có chiều ngang nó rơi vào khoảng tầm là 14 cm, vâng. Chiều sâu nó khoảng tầm 23 cm. Chiều cao nó khoảng tầm 22 gì đấy. Vâng. Đấy. Đấy như con này như quý vị thấy là vừa rồi em có chỉnh được cái equalizer đấy nhá. Đây. Đấy, ấn nút setup này. Sau đó bạn nút này. Chuyển nó sang chữ sao. Đấy. Sau đó ấn enter. Đấy. Bạn một lần nữa để sang preset EQ. Đấy. Ấn enter một lần nữa. Đấy. Đấy. Và bạn cái này để chọn các chế độ EQ nhá. Đấy. Ok. Đấy, quý vị nào ai chưa nhìn được thì là có thể tua lại nhá. Đấy, con này là 450.000 đồng và điện này điện 100V nhá, quý vị lưu ý đừng cắm nhầm điện 220. Vâng. Đấy thì ai mua con Sony này, đấy, CMT M3 thì liên hệ cho bên em nhá, số điện thại bên em là 0966 5481. Và những cái con này thì em bán nội đã thanh lý giá rất là rẻ rồi, nên là bên em không ship code quý vị nhá. Để quý vị ai mua hàng buôn đồng chuyển khoản luôn cho bên em, nên số tiền nó ít thôi, không nhiều, có 450.000, đấy, không phải số tiền nhiều. Vâng, em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong những cái video tiếp theo bên em nhé. Vâng, xin chào mọi người.